Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thùy Uyên. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và hôm nay trong video này thì Uyên sẽ chia sẻ đến cho các bạn 6 lá thư tiếp theo của quyển sách 38 lá thư Rockefeller gửi cho con trai. Video trước thì Uyên đã chia sẻ cho các bạn về giới thiệu sơ lược cuộc đời của ông Rockefeller cũng như là 6 lá thư đầu tiên ông gửi cho con trai rồi. Thì video ngày hôm nay Uyên sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn 6 lá thư nữa. Nếu bạn nào chưa theo dõi video trước đó thì Uyên có đính kèm đường link ở trong phần mô tả video ở bên dưới. Bạn có thể click vào và chúng ta truy cập đến video trước đó để chúng ta có thể nghe được đầy đủ hơn từ đầu của quyển sách này nha. Và bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta đi vào nội dung ngày hôm nay nhé. Các bạn đang nghe quyển sách 38 lá thư Rockefeller gửi cho con trai, biên soạn bởi Biz Books, hiệu đính bởi chuyên gia Nguyễn Hoàng Phương, phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức, diễn đọc Thùy Uyên, được phát sóng tại kênh YouTube Đọc Sách cùng Thùy Uyên, sách nói. Lá thư thứ 7, đừng thoái chí, nản lòng. John yêu quý, gần đây tâm trạng con có vẻ sa sút, điều này khiến cha vô cùng buồn bã. Cha có thể cảm nhận rõ rằng con vẫn đang cảm thấy nhục nhã và xấu hổ về khoản đầu tư khiến bản thân lỗ 1 triệu đô la. Vì thế mà suốt ngày con âu sầu, ủ rũ. Thật ra, con không cần thiết phải như vậy, bởi một lần thất bại không thể nói lên điều gì. Hơn nữa, trên trán con cũng sẽ không bị dán cái mác kẻ bất tài. Hãy lạc quan lên, con trai của cha. Con cần biết rằng trên đời này, không ai có thể duy trì cuộc sống thuận buồm xuôi gió từ đầu đến cuối. Ngược lại, chúng ta luôn phải sống chung với thất bại. Có lẽ bởi vì trên thế giới này có quá nhiều nỗi thất bại, khiến con người ta bất lực. Cho nên việc theo đuổi sự xuất sắc mới trở nên hấp dẫn tới thế. Mọi người đều theo đuổi thành công, thậm chí không tiếc trả giá bằng mạng sống của mình. Nhưng cho dù như vậy, thất bại vẫn là điều không thể tránh khỏi. Số phận của chúng ta cũng giống vậy. Song khác với một số người, cha coi thất bại như ly rượu mạnh, nuốt vào là cay đắng, nhổ ra là nghị lực. Khi cha ôm trong mình hoài bão lớn lao bước vào giới kinh doanh, quỳ xuống và thành tâm cầu xin Chúa phù hộ cho công ty mới của chúng ta xuôi chèo mát mái, thì một cơn bão thảm khốc bỗng ập đến với chúng ta. Khi đó, chúng ta vừa ký hợp đồng mua một số lượng lớn hạt đậu, lẽ ra có thể kiếm được bộn tiền từ thương vụ ấy. Thế nhưng không ngờ, một đợt sương muối đã bất ngờ ghé thăm và làm tiêu tan giấc mộng đẹp của chúng ta. Một nửa số đậu nhận được đã bị hỏng. Hơn nữa, những nhà cung cấp thất đức còn trộm thêm cát, lá và thân cây đậu vào. Đây được định sẵn là một vụ làm ăn thất bại. Tuy nhiên, cha biết mình không thể thoái chí nản lòng, càng không thể chìm đắm trong nỗi đau thất bại. Nếu không, cha sẽ ngày càng xa rời mục tiêu của mình. Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Cha không thể cứ mãi giữ nguyên hiện trạng, bởi dừng lại đồng nghĩa với lùi bước. Song nếu muốn tiến lên, cha phải sẵn sàng đưa ra quyết định và chấp nhận rủi ro. Sau khi thương vụ đó thất bại, cha lại vay tiền của ông nội, mặc dù cha thực sự không muốn làm như vậy. Hơn nữa, nhằm tạo cho mình lợi thế trong kinh doanh, cha đã nói với đối tác của mình là ông Clark rằng chúng ta phải quảng cáo cho công ty. Bằng cách đăng quảng cáo trên báo, hãy để các khách hàng tiềm năng biết được rằng chúng ta có thể trả các khoản tạm ứng lớn, đồng thời còn có thể cung cấp trước một lượng lớn nông sản. Kết quả thật sự rất khả quan. Chính lòng dũng cảm, sự sáng suốt và chăm chỉ đã cứu bọn cha. Năm ấy, bọn cha chẳng những không bị ảnh hưởng bởi sự cố đậu, mà còn kiếm được một khoản lợi nhuận ròng đáng kể. Mọi người đều chán ghét thất bại. Thế nhưng một khi trốn tránh thất bại trở thành động cơ để con hành động, thì cũng tức là con đang đi trên con đường lười biếng, e ngại. Điều này vô cùng đáng sợ, thậm chí còn trở thành mối tai họa, bởi nó báo hiệu rằng con có thể đánh mất cơ hội lẽ ra sẽ thuộc về mình. Con à, cơ hội là thứ hiếm có. Sở dĩ người ta trở nên giàu sang chính là nhờ có cơ hội. Chỉ cần nhìn vào người nghèo là con sẽ biết, họ chẳng phải là kẻ ngu dốt bất tài, cũng chẳng phải không cố gắng,
mà chỉ khổ nỗi thiếu cơ hội. Con cần hiểu rằng tất cả chúng ta đều đang sống trong một khu rừng mạnh được yếu thua. Ở nơi đây, hoặc là con tiêu diệt người khác, hoặc là bị người khác tiêu diệt, trốn tránh rủi ro gần như là từ bỏ thành công. Còn nếu con biết tận dụng cơ hội, thì cơ hội của những người khác sẽ bị giảm đi. Như vậy, con mới có thể bảo đảm chiến thắng của bản thân. Nếu sợ thất bại, con sẽ không dám mạo hiểm. Nếu không dám mạo hiểm, con sẽ bỏ lỡ những cơ hội trước mắt. Vì vậy, con ơi, để tránh mất cơ hội cũng như giữ tư cách cạnh tranh, chấp nhận thất bại và khó khăn là điều hoàn toàn đáng giá. Thất bại là khởi đầu để hướng tới địa vị cao hơn. Có thể nói, thành công của cha ngày hôm nay là do đạp lên những bậc thang của sự thất bại, cũng như từng bước vươn lên từ thất bại. Cha là một kẻ thua cuộc thông minh, biết học hỏi từ thất bại, tiếp thu những yếu tố tạo nên thành công từ bài học thất bại, gây dựng cơ đồ mới bằng những phương pháp mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến. Qua đây, cha cũng nhắn nhủ con rằng, chỉ cần không trở thành thói quen, thì thực ra thất bại cũng là một điều tốt. Phương châm của cha là, bất luận gặp phải thất bại và khó khăn nào, con người ta cũng cần phải giữ vững sức sống và sự kiên cường. Đây chính là điều duy nhất mà cha có thể làm. Cha biết rất rõ rằng làm việc gì sẽ khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc và thứ gì đáng giá để cha dốc hết sức mình. Kỳ vọng ban đầu giống như nhân viên quét dọn với cây chổi trong tay. Quét sạch mọi rác rưởi trên con đường thành công. Con trai à, kỳ vọng ban đầu của con đang ở đâu? Chỉ cần không đánh mất nó, thành công ắt sẽ đến với con. Người lạc quan sẽ nhìn thấy cơ hội trong nghịch cảnh. Người bi quan sẽ chỉ thấy nỗi khổ trong cơ hội. Con à, hãy nhớ công thức thành công mà cha vô cùng tin tưởng. Ước mơ cộng thất bại cộng thử thách bằng thành công. Đương nhiên, thất bại cũng sở hữu tính sát thương riêng. Nó sẽ đánh vào ý chí của con người ta, khiến chúng ta trở nên nhụt chí. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là thái độ của con đối với sự thất bại. Nhà phát minh thiên tài Thomas Edison đã thực hiện hơn 10.000 thí nghiệm trước khi thắp sáng văn phòng của ông Morgan bằng chiếc bóng đèn điện. Đối với ông, thất bại là nền tảng của sự thành công. 10 năm trước, Edison được một phóng viên trẻ của tờ báo New York Sun phỏng vấn. Người phóng viên trẻ người non dạ này hỏi: "Thưa ông Edison, ông nghĩ sao về việc phát minh hiện tại của mình đã thất bại 10.000 lần?" Edison cảm thấy rất khó chịu với từ thất bại này. Ông trả lời phóng viên bằng giọng điệu già dặn: "Này, chàng trai trẻ, cuộc hành trình của cuộc đời cậu chỉ vừa mới bắt đầu. Vì vậy, hãy để tôi cho cậu một lời khuyên có thể sẽ rất hữu ích cho tương lai của cậu. Đó là, tôi không thất bại 10.000 lần, mà chỉ phát minh ra cả vạn cách không hiệu quả mà thôi." Sức mạnh của tinh thần luôn to lớn như vậy đấy. Con trai à, nếu tuyên bố sụp đổ về mặt tinh thần, con sẽ mất tất cả. Con cần biết rằng, sự nghiệp của con người ta cũng giống như làn sóng. Nếu con đạp lên sóng cả, công danh sẽ đến ngay sau đó. Nhưng một khi bỏ lỡ cơn sóng, con sẽ bị mắc kẹt trong vùng nước cạn và nỗi bi ai suốt cuộc đời. Thất bại là một bài học kinh nghiệm, con có thể biến nó thành bia mộ hoặc bàn đạp cho chính mình. Chẳng có thành công nào mà không có thử thách. Đừng dừng lại chỉ vì một lần thất bại. Hãy vượt qua chính mình. Như vậy, con mới có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Cha đặt lòng tin lớn ở con. Mến thương con, cha. Tóm tắt: bất luận gặp phải thất bại và khó khăn nào, con người ta cũng cần phải giữ vững sức sống và sự kiên cường. Đây chính là điều duy nhất mà cha có thể làm. Cha biết rất rõ rằng làm việc gì sẽ khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc và thứ gì đáng giá để cha dốc hết sức mình. Kỳ vọng ban đầu giống như nhân viên quét dọn với cây chổi trong tay, quét sạch mọi rác rưởi trên con đường thành công. Con trai à, kỳ vọng ban đầu của con đang ở đâu? Chỉ cần không đánh mất nó, thành công ắt sẽ đến với con. Lá thư thứ 8: chỉ khi bỏ cuộc mới gọi là thất bại. John yêu quý, hôm nay là một ngày tuyệt vời. Hôm nay, với lòng biết ơn khôn xiết,
toàn thể người dân Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã tổ chức tưởng niệm một linh hồn vĩ đại và hiếm có, cựu Tổng thống Abraham Lincoln. Người chẳng có gì để hổ thẹn với Chúa và nhân dân. Cha tin rằng Ngài Lincoln hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Trong ký ức chân thực của cha, không có ai vĩ đại hơn Ngài Lincoln. Ngài đã đặt bút viết nên trang sử hào hùng và thành công cho nước Mỹ. Bằng tinh thần bất khuất, lòng dũng cảm và trái tim nhân ái, Ngài đã giải phóng 4 triệu nô lệ da đen, đồng thời đập tan xiềng xích, trói buộc linh hồn của 27 triệu công dân Mỹ da màu, chấm dứt lịch sử tội lỗi đã khiến tâm hồn của vô số người trở nên sa ngã, biến chất và hẹp hòi vì phân biệt chủng tộc. Bên cạnh đó, Ngài đã giải quyết những mối tai họa tàn phá đất nước, đoàn kết những người dân bất đồng ngôn ngữ, tôn giáo, da màu và chủng tộc thành một quốc gia hoàn toàn mới. Nhờ có Ngài Lincoln, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ mới giành được tự do và tiến lên con đường công bằng chính nghĩa. Abraham Lincoln là vị anh hùng vĩ đại nhất của thế kỷ trước. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Ngài, nhân dân cả nước tổ chức tưởng niệm những gì vị Tổng thống này đã làm cho nước Mỹ. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên, khi hồi tưởng và biết ơn thành tựu to lớn của Ngài Lincoln, chúng ta nên tiếp thu và phát huy những bài học đặc biệt trong cuộc đời của Ngài. Đó là sự kiên định và lòng dũng cảm. Cha nghĩ cách tốt nhất để chúng ta tưởng nhớ cựu Tổng thống chính là noi gương Ngài và để tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của Ngài soi sáng nước Mỹ. Trong lòng cha, Abraham Lincoln bất khuất mãi mãi là hiện thân của việc không ngại thử thách. Cựu Tổng thống xuất thân nghèo khó, từng bị đuổi khỏi quê hương. Lần kinh doanh đầu tiên của Ngài đã kết thúc trong sự thất bại. Thậm chí kết quả ở lần kinh doanh thứ hai còn thê thảm hơn lần đầu. Đến nỗi, Ngài phải dành hơn 10 năm để trả nợ. Con đường chính trị của Ngài cũng vô cùng trắc trở. Ngài Lincoln thất cử ở lần đầu tranh cử vào nghị viện bang Illinois. Và chính điều này đã khiến Ngài mất việc. May mắn thay, lần tranh cử thứ hai của Ngài đã thành công tốt đẹp. Thế nhưng, điều chờ đợi Ngài sau đó là nỗi đau mất người thân và sự thất bại khi tham gia tranh cử thống đốc bang. Tuy vậy, Ngài vẫn không hề nhụt chí. Cho dù nếm trải 6 lần thất bại trong các cuộc tranh cử sau đó, thế nhưng sau mỗi lần như vậy, Ngài vẫn kiên định vươn lên cho đến khi đắc cử Tổng thống Mỹ. Ai cũng từng có lúc thăng, lúc trầm và chịu đựng đủ muôn vàn gian truân. Song ít ai có thể kiên cường nỗ lực như Lincoln. Sau mỗi lần thất bại trong cuộc bầu cử, Ngài đều tự động viên mình. Chỉ là trượt chân thôi, không phải ngã đến mức không đứng dậy nổi. Câu nói này chính là sức mạnh giúp Lincoln vượt qua khó khăn, đồng thời cũng là vũ khí sắc bén giúp Ngài đạt được thành công vang dội. Cuộc đời của cựu Tổng thống Lincoln đã viết nên một chân lý vĩ đại. Trừ khi bạn bỏ cuộc, còn không, bạn sẽ không bao giờ bị đánh bại. Thành công chính là sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Những nhân vật vĩ đại như Abraham Lincoln hầu hết đều từng trải qua khó khăn gian khổ, đối mặt với sóng cả trùng trùng. Mỗi người trong số họ cũng suýt nữa ngã tay chèo và tuyên bố đầu hàng. Thế nhưng họ vẫn lựa chọn kiên trì đến cùng, nhờ vậy mà đạt được những thành tựu rực rỡ. Ví dụ như nhà hùng biện tài ba người Hy Lạp, Demosthenes, bị mắc tật nói lắp nên ông vô cùng nhút nhát, rụt rè. Trước khi qua đời, người cha đã để lại cho ông một mảnh đất với hy vọng con trai mình có thể sống một cuộc đời sung túc. Thế nhưng, theo quy định của luật pháp Hy Lạp thời bấy giờ, Demosthenes phải giành được quyền sở hữu trong cuộc biện luận công khai trước khi được tuyên bố là có quyền sở hữu đất. Thật không may, chính tật nói lắp và tính nhút nhát đã khiến ông thất bại ê chề. Vì vậy mà đánh mất mảnh đất kia. Tuy nhiên, Demosthenes không hề gục ngã. Thay vào đó, ông đã nỗ lực để chiến thắng bản thân và trở thành một nhà hùng biện đỉnh cao xưa nay chưa từng có. Lịch sử đã bỏ quên người bị mất tài sản do nói lắp. Thế nhưng, nhiều thế kỷ sau đó, cả châu Âu đều ghi nhớ một cái tên vĩ đại, Demosthenes. Rất nhiều người đánh giá cao những gì mình thiếu, nhưng lại đánh giá thấp những gì mình đang sở hữu. Để rồi đánh mất cơ hội trở thành người chiến thắng. Đây quả thực là một bi kịch. Cuộc đời của Lincoln chính là một bằng chứng vĩ đại về việc biến bất lợi thành chiến thắng. Trên đời này, chẳng có ai may mắn đạt được thành công mà chưa từng trải qua thất bại. Điều quan trọng là đừng trở thành kẻ hèn nhát vì vấp ngã.
Nếu cố gắng hết sức mà vẫn vô duyên với thành công, thì điều duy nhất chúng ta cần làm là rút kinh nghiệm và thể hiện tốt hơn trong những nỗ lực tiếp theo. Thú thực, cha không cố ý so sánh bản thân với Tổng thống Lincoln. Song cha nhận thấy mình cũng sở hữu tinh thần giống ngài. Cha căm ghét việc kinh doanh thất bại và thua lỗ. Thế nhưng, điều cha lo lắng hơn là mình sẽ trở thành một kẻ hèn nhát, lúc nào cũng e dè do dự trong chuyện làm ăn vì sợ hãi thất bại. Nếu đúng như vậy, cha còn bị tổn thất nhiều hơn. Đối với người bình thường, thất bại khiến họ có thể tiếp tục kiên trì, thế nhưng thành công thì có thể. Tuy nhiên, Abraham Lincoln lại là một ngoại lệ. Ngài sẽ tận dụng mọi trở ngại và thất bại để thúc đẩy bản thân tiến xa hơn. Bởi Ngài mang trong mình nghị lực mạnh mẽ, như sắt đá, tựa như chính Ngài đã nói. Bạn không thể mài dao cạo trên vải nhung. Trên đời này không gì có thể thay thế được nghị lực. Tài năng không thể, bởi ở đâu cũng có những người có tài nhưng không gặp thời. Giáo dục không thể, bởi thế giới này đầy rẫy những người không áp dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn. Chỉ có nghị lực và quyết tâm mới giúp chúng ta tiếp cận sự thành công. Khi tiếp tục leo lên đỉnh cao, con phải nhớ rằng chúng ta có thể dừng lại đủ lâu và nhiều lần ở mỗi bậc thang. Thế nhưng, tác dụng của việc làm này không phải để nghỉ ngơi, mà là giúp con có cơ hội bước lên bậc cao hơn. Trong quá trình đó, con sẽ không tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Thế nhưng, giống như một võ sĩ quyền Anh đã từng nói, phải đấu thêm một hiệp nữa thì mới giành được chiến thắng. Khi gặp khó khăn, chúng ta cũng nên giống như vậy. Hãy đấu thêm hiệp nữa, chứ đừng vội bỏ cuộc. Trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa những tiềm năng vô hạn, trừ phi chúng ta biết nó nằm ở đâu và kiên trì tận dụng. Còn không, tiềm năng ấy sẽ trở nên vô giá trị. Những cơ hội tuyệt vời sẽ không tự động xuất hiện. Con phải dốc sức nỗ lực thì mới có thể nắm lấy chúng. Tục ngữ quả thực nói rất đúng, rèn sắt khi còn nóng. Nghị lực và nỗ lực đều quan trọng. Mỗi câu trả lời không đều sẽ đưa con đến gần hơn với câu trả lời có. Và trước bình minh bao giờ cũng là màn đêm đen tối nhất, không phải là một câu cửa miệng. Chỉ cần con nỗ lực làm việc, phát huy kỹ năng và tài năng của mình, ngày chạm tới thành công sẽ không còn xa vời nữa. Hôm nay, cùng với việc tưởng nhớ và ngợi ca Tổng thống Lincoln, chúng ta cũng không được quên tạo động lực cho chính mình bằng những thành tựu vĩ đại trong cuộc đời ngài. Cho dù đã làm như vậy, nhưng ngày chạm tới thành công vẫn chưa đến, thì chúng ta vẫn là những người chiến thắng. Bởi vì chúng ta đã tích lũy thêm những kiến thức bổ ích, đồng thời cũng biết cách đối mặt với cuộc sống, đó mới là thành công lớn hơn. Mến thương con, cha. Tóm tắt, chúng ta có thể dừng lại đủ lâu và nhiều lần ở mỗi bậc thang. Thế nhưng, tác dụng của việc làm này không phải là để chúng ta nghỉ ngơi, mà là giúp con có cơ hội bước lên bậc cao hơn. Trong quá trình đó, chúng ta sẽ không tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Thế nhưng, giống như một võ sĩ quyền Anh đã từng nói, phải đấu thêm một hiệp nữa thì mới giành được chiến thắng. Khi gặp khó khăn, chúng ta cũng nên giống như vậy. Hãy đấu thêm hiệp nữa, chứ đừng vội bỏ cuộc. Trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa những tiềm năng vô hạn, trừ phi chúng ta không biết nó nằm ở đâu và kiên trì tận dụng. Còn không, tiềm năng ấy sẽ trở nên vô giá trị. Lá thư thứ 9. Niềm tin vững chắc có thể giúp con rời non lấp bể. John yêu quý, con nói rất đúng, sở hữu trí tuệ tài ba có thể tạo nên kỳ tích. Tuy nhiên, trên thực tế, những người có thể tạo nên kỳ tích thì lác đác như sao buổi sớm, trong khi những người tầm thường lại nhiều vô kể. Có một điều khiến người ta phải suy ngẫm sâu xa, ấy là mọi người đều muốn làm nên điều gì đó lớn lao. Mỗi chúng ta đều mong muốn có được những thứ tốt đẹp nhất. Chẳng ai thích việc xu nịnh tâng bốc, sống một cuộc đời tầm thường chỉ biết nghe theo lời kẻ khác. Cũng chẳng ai cam tâm tình nguyện coi mình là nhân vật phụ, hay miễn cưỡng nghĩ rằng mình bị ép buộc nên mới trở thành người như vậy. Lẽ nào chúng ta không có trí tuệ tài ba để thực hiện những hoài bão lớn lao sao? Dĩ nhiên là không. Sự khôn ngoan thiết thực nhất để tạo nên thành công đã được viết trong Kinh Thánh từ lâu. Đó là niềm tin vững chắc có thể rời non lấp bể.
Thế nhưng, tại sao vẫn có nhiều người thất bại tới vậy? Cha nghĩ đó là vì không nhiều người thực sự tin rằng mình có thể rời non lấp bể, làm nên điều vĩ đại. Và kết quả là những người thực sự thực hiện được tự khắc cũng không nhiều. Đa số mọi người đều cho rằng lời răn từ Kinh Thánh là hoang đường vô lý, rằng những điều đó không thể xảy ra hay thực hiện được. Cha nghĩ những kẻ bất trị này đã mắc một sai lầm thường thấy, đó là nhầm niềm tin thành hy vọng. Đúng vậy, chúng ta không thể rời non lấp bể bằng hy vọng, không thể đạt được thành công chỉ với hy vọng. Cũng như không thể sở hữu của cải và địa vị nếu chỉ dựa vào hy vọng. Tuy nhiên, sức mạnh của niềm tin có thể giúp chúng ta rời non lấp bể. Nói cách khác, chỉ cần tự tin rằng mình sẽ thành công, vậy thì chúng ta có thể tạo nên kỳ tích. Chắc hẳn con đã nghĩ rằng cha đã thần thánh hóa sức mạnh của niềm tin. Không đâu, niềm tin có thể giúp con nảy sinh ý nghĩ, tôi thực sự có thể làm được. Từ đó, ý nghĩ này sẽ tạo ra năng lực, kỹ năng và nghị lực cần thiết cho sự thành công. Mỗi khi tin rằng tôi thực sự có thể làm được, tự khắc con sẽ nghĩ ra cách giải quyết, bởi thành công được sinh ra từ việc giải quyết vấn đề. Đây chính là quá trình niềm tin phát huy tác dụng. Ai cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ đặt chân lên đỉnh cao của sự thành công và tận hưởng thành quả đi kèm với nó. Thế nhưng hầu hết mọi người lại không có niềm tin và quyết tâm cần thiết. Vì vậy, cũng chẳng thể leo tới đỉnh cao cuộc đời. Cũng chính vì tin rằng mình không thể, đến nỗi không tìm ra được con đường dẫn tới đỉnh cao, cho nên hành động của họ cứ mãi dậm chân ở mức độ bình thường. Tuy nhiên, một số ít người lại thực sự tin rằng một ngày nào đó mình sẽ thành công. Họ thực hiện mọi việc với tâm lý. Tôi phải đặt chân lên đỉnh cao và hiện thực hóa mục tiêu của bản thân bằng niềm tin vững chắc. Cha nghĩ mình chính là một trong số họ. Khi còn là một thanh niên nghèo, cha đã tự tin rằng mình nhất định sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. Chính sự tự tin mãnh liệt ấy đã thôi thúc cha nghĩ ra nhiều kế hoạch, phương pháp, thủ đoạn và mánh lới để từng bước đạt tới đỉnh cao, gây dựng nên đế chế giàu mỏ của riêng mình. Cha chưa bao giờ tin rằng thất bại là mẹ thành công, mà tin rằng niềm tin là cha thành công. Chiến thắng là một thói quen, và thất bại cũng là một thói quen. Nếu muốn thành công, con phải kéo dài chuỗi bất bại. Cha không thích chiến thắng một lần, điều cha muốn là những chiến thắng liên tục. Bởi chỉ có như vậy, cha mới có thể trở thành kẻ mạnh. Niềm tin đã khơi dậy động lực giúp cha thành công. Niềm tin sẽ mang lại kết quả tuyệt vời, là động lực ẩn sâu của mọi sự nghiệp, cuốn sách, kịch bản, nền khoa học vĩ đại và những kiến thức tân tiến. Tin rằng mình sẽ thành công là yếu tố cơ bản và cần thiết mà những người thành công sở hữu. Song những người thất bại lại vứt bỏ yếu tố này một cách dứt khoát. Cha đã nói chuyện với nhiều người từng gặp thất bại trong kinh doanh, nghe được vô số lý do và lời bào chữa cho sự thất bại. Trong lúc nói chuyện, họ thường vô tình thốt ra những câu như: "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ nó sẽ thành công. Trước khi bắt đầu, tôi đã cảm thấy bất an rồi. Thực ra tôi chẳng thấy ngạc nhiên khi việc này thất bại." Hành động với suy nghĩ: "Tôi sẽ thử xem thế nào, nhưng tôi nghĩ việc này cũng chẳng mang lại kết quả gì đâu. Nhất định sẽ dẫn đến thất bại." Ý nghĩ không tin sở hữu sức mạnh tiêu cực. Khi trong lòng cảm thấy không chắc chắn hoặc thậm chí nghi ngờ, con sẽ viện ra đủ loại lý do để củng cố cho ý nghĩ không tin của mình. Hoài nghi, thiếu niềm tin, trong tiềm thức luôn nghĩ về sự thất bại và không khát khao thành công đều là những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Nếu trong lòng tồn tại sự nghi ngờ, con sẽ tự chuốc lấy thất bại. Ngược lại, nếu tin rằng mình sẽ chiến thắng, chắc chắn con sẽ thành công. Mức độ tin tưởng sẽ quyết định mức độ thành công. Những kẻ tầm thường, được chăng hay chớ, đều cho rằng mình chẳng làm nên trò trống gì. Thế nên họ chỉ có thể nhận được mức thù lao bèo bọt. Khi tin rằng bản thân không bao giờ tạo nên điều lớn lao, họ sẽ thật sự trở nên giống như vậy. Họ coi mình là kẻ thấp cổ bé họng, và mọi thứ họ làm cũng chẳng đáng là gì. Dần dà, ngay cả lời nói và hành động của họ cũng hiện lên vẻ thiếu tự tin. Nếu không cải thiện sự tự tin, họ chỉ có thể thu mình lại trong sự tự đánh giá và ngày càng trở nên nhỏ bé. Hơn nữa, họ nhìn nhận bản thân như thế nào thì người khác cũng sẽ nhìn nhận về họ như thế ấy. Vì vậy,
kiểu người này lại càng trở nên nhỏ bé hơn trong mắt mọi người. Những người tràn đầy niềm tin, tích cực vươn lên, dám khẳng định bản thân sở hữu giá trị cao hơn, sẽ luôn nhận được phần thưởng to lớn. Họ tin rằng mình có thể giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, và nhờ đó, họ thực sự có thể giải quyết được. Mỗi việc họ làm, cách họ đối nhân xử thế, tính cách, suy nghĩ, lẫn ý kiến của họ đều cho thấy đây là những chuyên gia, rằng họ là những nhân vật quan trọng và không thể thiếu. Chỗ dựa soi sáng con đường che đi, liên tục tiếp thêm dũng khí cho che, giúp che tích cực đối diện với lý tưởng sống chính là niềm tin. Bất cứ lúc nào, che cũng không quên gia tăng niềm tin, khơi dậy dũng khí cho bản thân. Che thay thế những ý nghĩ về thất bại bằng niềm tin về sự thành công. Khi đương đầu với khó khăn, điều che nghĩ đến là mình sẽ chiến thắng, chứ không phải là có lẽ mình sẽ thua. Khi cạnh tranh với đối thủ, điều che nghĩ đến là mình cũng giỏi như họ, chứ không phải là mình chẳng thể nào so được với họ. Khi cơ hội xuất hiện, điều che nghĩ đến là mình có thể làm được, chứ không phải là mình không thể làm được. Bước đầu tiên và cũng là bước cơ bản không thể thiếu nhằm giúp mọi người đi đến thành công chính là tin vào bản thân, tin rằng mình nhất định sẽ thành công. Hãy để ý nghĩ tôi sẽ thành công chi phối quá trình suy nghĩ của chúng ta. Niềm tin vào sự thành công sẽ kích hoạt tâm trí và dũng khí, giúp chúng ta tạo ra kế hoạch để thành công. Ngược lại, ý nghĩ về sự thất bại sẽ thôi thúc chúng ta liên tưởng tới những điều dẫn đến thất bại. Cha thường tự nhắc nhở bản thân rằng mình tuyệt vời hơn những gì mình nghĩ. Những người thành công không phải siêu nhân. Thành công không đòi hỏi trí thông minh siêu phàm, không cần dựa vào may mắn và cũng không có bí quyết gì. Bởi vậy, những người thành công cũng chỉ là người bình thường. Có chăng là họ tin vào bản thân, không hoài nghi những việc mình thực hiện. Hãy nhớ, tuyệt đối đừng bao giờ bán rẻ hay hạ thấp bản thân. Mỗi người chúng ta đều là kết quả từ suy nghĩ của chính mình. Có thể thấy trước rằng, mục tiêu mong muốn càng nhỏ, thành tựu đạt được cũng sẽ càng nhỏ. Ngược lại, nếu mục tiêu mong muốn càng lớn, thì thành công gặt hái được cũng sẽ càng lớn. Dĩ nhiên, tiền đề là con phải có sự hành động. Thông thường, những sáng tạo và kế hoạch nhỏ bé sẽ dễ thực hiện hơn những sáng tạo và kế hoạch to lớn. Ít nhất là chúng sẽ không khó khăn hơn. Những người theo đuổi và đạt đến đỉnh cao trong kinh doanh, công việc truyền giáo, viết lách, diễn xuất hay các lĩnh vực khác, hầu hết đều có quyết tâm thực hiện đến cùng và kiên trì tuân theo kế hoạch tự phát triển, tự trưởng thành. Kế hoạch rèn luyện này sẽ mang lại cho họ hàng loạt phần thưởng. Chẳng hạn như sự tôn trọng của người thân, sự tán thưởng của bạn bè và đồng nghiệp, thu nhập tăng lên và mức sống được cải thiện. Đồng thời, họ cũng sẽ cảm nhận được tầm quan trọng cùng giá trị tồn tại của bản thân. Thành công là mục tiêu cuối cùng của đời người. Nó đòi hỏi chúng ta phải hành động cẩn thận bằng những suy nghĩ tích cực. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng không được để niềm tin đi sai hướng. Mến thương con, cha. Tóm tắt. Mức độ tin tưởng sẽ quyết định mức độ thành công. Những kẻ tầm thường, được chăng hay chớ, đều cho rằng mình chẳng làm nên trò trống gì. Thế nên họ chỉ có thể nhận được mức thù lao bèo bọt. Khi tin rằng bản thân không bao giờ tạo nên điều lớn lao, họ sẽ thực sự trở nên giống như vậy. Họ coi mình là kẻ thấp cổ bé họng, và mọi thứ họ làm cũng chẳng đáng là gì. Dần dà, ngay cả lời nói và hành động của họ cũng hiện lên vẻ thiếu tự tin. Nếu không cải thiện sự tự tin, họ chỉ có thể thu mình lại trong sự tự đánh giá và ngày càng trở nên nhỏ bé. Hơn nữa, họ nhìn nhận bản thân như thế nào thì người khác cũng sẽ nhìn nhận về họ như thế ấy. Vì vậy, kiểu người này lại càng trở nên nhỏ bé hơn trong mắt mọi người. Lá thư thứ 10. Chỉ có thể tin tưởng bản thân. John yêu quý, gần đây tâm trạng của con đã tốt hơn chưa? Nếu vẫn chưa, cha nghĩ con cần tỏ tường một số điều. Con cần biết rằng, trên thế giới này, hầu hết mọi người đều bị thôi thúc bởi một sức mạnh đặc biệt. Sức mạnh này có thể dễ dàng lột bỏ lớp áo nhân tính đang quấn chặt lấy chúng ta,
phơi bày chúng ta dưới ánh mặt trời và đánh dấu chúng ta trên bản vẽ của sự thuần khiết hoặc bẩn thỉu, khiến mọi lời biện hộ của chúng ta trở nên yếu ớt. Dẫu cho chúng ta có khéo ăn khéo nói tới mấy đi nữa, nó giống như hòn đá thử vàng, xuất hiện để khảo nghiệm bản chất của chúng ta. Sức mạnh ấy có tên là lợi ích. Nói cách khác, lợi ích là tấm gương phản chiếu bản chất con người. Khi đứng trước nó, toàn bộ bản chất con người liên quan đến luân thường đạo lý đều sẽ hiện ra, vừa nhìn là thấy hết. Có lẽ con sẽ cảm thấy những lời cha nói quá tuyệt đối. Thế nhưng, kinh nghiệm của bản thân mách bảo cha rằng sự thật đúng là như vậy. Cha không phải là nhà nhân chủng học, vậy nên cũng không biết họ sẽ giải thích thế nào về sự cao thượng và xấu xa của con người. Thế nhưng, kinh nghiệm sống của bản thân khiến cha tin chắc rằng lợi ích gần như là loại vũ khí sắc bén nhất. Những con người, chủng tộc và quốc gia vốn dĩ chung sống hòa bình với nhau, giờ lại lừa dối lẫn nhau, thậm chí đối đầu với nhau vì mối quan hệ lợi ích. Qua những trò lừa bịp, cạm bẫy, thậm chí là phỉ báng, bôi nhọ và chửi rủa, cũng như những cuộc đấu tranh đẫm máu tàn khốc và cướp bóc như bọn cường đạo, con sẽ thấy bóng dáng của những kẻ chạy theo lợi ích. Xét theo nghĩa này, thay vì nói chúng ta là chủ nhân của tâm hồn mình, chẳng thà bảo chúng ta là nô lệ của lợi ích hẳn sẽ chính xác hơn. Cha có thể khẳng định rằng trên đời này, ngoại trừ Chúa ra, không ai là không theo đuổi lợi ích. Mọi hoạt động trong giới kinh doanh chỉ là sự qua lại giữa người với người. Ngay từ giây phút con bước chân vào giới kinh doanh, trò chơi mưu lợi không hồi kết đã chính thức bắt đầu. Trong trò chơi này, tất cả mọi người đều là kẻ thù của con, bao gồm cả chính bản thân con. Con cần phải chống lại những điểm yếu của mình, và hơn hết, những kẻ cười trên nỗi đau của con mới là kẻ thù mà con cần đối đầu nhất. Vì vậy, sau khi nhìn thấu những điều này, cha luôn tuân thủ một nguyên tắc. Cha có thể lừa dối kẻ thù, nhưng tuyệt đối không lừa dối chính mình. Lương tâm cha không bao giờ cảm thấy day dứt khi đánh trả những kẻ đã làm hại mình. Con à, mong con đừng hiểu lầm cha. Cha không có ý tô vẽ cho thế giới của chúng ta một màu xám u uất, ngột ngạt. Trên thực tế, cha khao khát tình bạn, sự chân thành, lòng tốt và những cảm xúc tốt đẹp có thể tưới tắm tâm hồn mình. Và cha cũng tin rằng chúng nhất định tồn tại. Tuy nhiên, đáng tiếc là trong chốn thương trường chạy theo danh lợi này, những khao khát của cha rất khó được thỏa mãn. Thay vào đó, cha thường phải chịu đựng sự phản bội và lừa dối. Đến tận hôm nay, những trải nghiệm bị lừa vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí cha. Một chuyện xảy ra ở Cleveland đã khiến cha đau lòng khôn xiết. Vào thời điểm đó, ngành công nghiệp lọc dầu gần như không sinh lãi do sản xuất dư thừa. Nhiều công ty lọc dầu đã lâm vào cảnh phá sản. Điều đáng nói là, thành phố Cleveland nằm cách xa các mỏ dầu, có nghĩa là so với những nhà máy lọc dầu nằm ở các khu vực gần mỏ dầu, chúng ta phải trả chi phí vận chuyển cao hơn. Chính điều này đã khiến chúng ta rơi vào tình thế vô cùng bị động. Cha quyết tâm thay đổi tình hình, bắt đầu lên kế hoạch mua lại các nhà máy lọc dầu đang chật vật bên bờ vực phá sản, hình thành khối sức mạnh chung và hành động thống nhất, để hầu bao của ai nấy đều rủng rỉnh tiền bạc. Cha nói với các chủ sở hữu nhà máy lọc dầu ở Cleveland đang mấp mé bên bờ vực phá sản rằng hiện giờ tình thế của chúng ta vô cùng bị động. Nếu muốn bảo vệ bản thân, chúng ta buộc phải hành động. Cha cho rằng kế hoạch của mình rất hay, hy vọng họ sẽ suy nghĩ cẩn thận. Nếu họ cảm thấy hứng thú, cha sẽ rất sẵn lòng thảo luận kỹ lưỡng với họ. Cũng vì những mong muốn và sự tính toán về mặt chiến lược, cha đã mua lại rất nhiều nhà máy vô giá trị. Chúng tựa như đồ bỏ đi, chẳng có giá trị lợi dụng, chỉ xứng vứt vào đống sắt vụn. Ấy vậy mà, lại có những kẻ gian xảo, ích kỷ và vô ơn. Chúng cầm tiền của cha xong thì trở mặt thành địch, trắng trợn hủy bỏ thỏa thuận với cha. Chúng ngóc đầu trỗi dậy, dùng số tiền có được từ đống sắt vụn để mua sắm thiết bị, gây dựng lại cơ đồ cũ và công khai bắt chẹt cha, muốn cha mua lại nhà máy của chúng. Những kẻ này đều từng yêu cầu cha cư xử thành thật, muốn cha trả một mức giá tốt để mua các nhà máy cũ nát của chúng. Cha đã làm đúng như vậy.
Thế nhưng kết quả thật đáng buồn. Khoảnh khắc ấy, tâm trạng cha vô cùng tồi tệ. Thậm chí, cha còn tự trách mình, đáng lẽ không nên thành thật và tốt bụng quá. Nếu không thì đã chẳng rơi vào tình cảnh bị kìm kẹp khắp nơi như thế này. Điều khiến cha không thể chấp nhận nhất là trong trò chơi mưu lợi này, người bạn hôm nay sẽ trở thành kẻ thù ngày mai. Tình huống này thường xuyên xảy ra, chẳng hạn như có hai giáo hữu mà cha quen biết đã lừa dối cha rất nhiều lần. Xét về mặt tình cảm, cha không muốn liệt kê tội ác của họ. Tuy nhiên, cha có thể nói với con rằng, khi biết mình luôn bị họ lừa dối, cha đã rất sốc. Cha không hiểu sao họ có thể bị ổi tới vậy. Sau khi nếm trải đủ trò dối trá và những lời bịa đặt, cha tự nhủ đầy bất lực. Chỉ có thể tin tưởng chính mình. Bởi chỉ có như vậy, con mới không bị người khác lừa gạt. Cha biết rằng thái độ hơi thù địch như vậy là không tốt. Nhưng trên thế giới này, quả thực có quá nhiều sự lừa dối. Cho nên đề phòng là một kỹ năng sinh tồn không thể thiếu với chúng ta. Giao thiệp với những kẻ khốn nạn này sẽ giúp con trở nên thông minh hơn. Những người thầy gian xảo đó đã dạy cho cha rất nhiều điều. Nếu bây giờ có ai muốn lừa cha đoán việc ấy còn khó hơn cả vượt qua hẻm núi Grand Canyon bên bờ sông Colorado. Bởi, những con quỷ đó đã giúp cha thiết lập một bộ quy tắc đối nhân xử thế. Cha nghĩ bộ quy tắc này sẽ có ích với con. Chỉ khi ở trong tình cảnh hữu lợi vô hại với mình, cha mới bộc lộ cảm xúc của bản thân. Cha có thể để đối thủ chỉ dạy mình, nhưng sẽ không bao giờ chỉ dạy đối thủ. Dẫu cho cha hiểu việc ấy rõ như nào đi chăng nữa. Làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Cho dù bị người khác thúc giục thế nào, cũng đừng bao giờ hành động thiếu cân nhắc. Cha có lý lẽ của riêng mình, và chỉ chịu trách nhiệm với bản thân. Hãy cảnh giác với những người yêu cầu chúng ta cư xử trung thực. Họ đang muốn trục lợi từ chúng ta đấy. Cha biết lừa gạt chỉ là một chiến thuật trong trò chơi mưu lợi. Nó không thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng cha cũng biết trò chơi mưu lợi luôn diễn ra từng giây từng phút. Vậy nên cha phải duy trì sự cảnh giác từ sáng đến đêm. Đồng thời hiểu rõ rằng trong cuộc chơi này ai cũng để ý tới lợi ích của bản thân trước, mặc kệ việc này có lợi cho người khác hay không. Điều quan trọng là làm thế nào để bảo vệ chính mình và sẵn sàng chiến đấu mọi lúc, mọi nơi. Con à, số phận không trao cho chúng ta ly rượu thất vọng, mà là chiếc cốc cơ hội. Vì vậy, hãy phấn chấn lên. Chuyện xảy ra ở phố World không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là con quá tin tưởng người khác mà thôi. Tuy nhiên, con cần nhớ rằng, ngựa tốt sẽ không ngã hai lần ở cùng một nơi. Mến thương con, cha. Tóm tắt, chỉ khi ở trong tình cảnh hữu lợi vô hại với mình, cha mới bộc lộ cảm xúc của bản thân. Cha có thể để đối thủ chỉ dạy mình, nhưng sẽ không bao giờ chỉ dạy đối thủ, dẫu cho cha hiểu việc ấy rõ như nào đi chăng nữa. Làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, cho dù bị người khác thúc giục thế nào, cũng đừng bao giờ hành động thiếu cân nhắc. Cha có lý lẽ của riêng mình và chỉ chịu trách nhiệm với bản thân. Hãy cảnh giác với những người yêu cầu chúng ta cư xử trung thực. Họ đang muốn trục lợi từ chúng ta đấy. Lá thư thứ 11. Coi trọng đối thủ, dũng cảm cạnh tranh. John yêu quý, hôm nay trên đường đi chơi golf, cha gặp phải một thử thách đã lâu không xuất hiện. Một chàng trai trẻ lái chiếc xe Chevrolet thời thượng vượt qua xe cha với vẻ kiêu căng ngạo mạn. Cậu ấy đã kích thích bản tính hiếu thắng của một ông già như cha. Và kết quả là, chàng trai ấy chỉ có thể dương mắt nhìn theo đuôi xe của ông già này. Điều này khiến cha rất hưng phấn, giống như chiến thắng đối thủ của mình trên thương trường vậy. John à, hiếu thắng là bản tính không bao giờ bị mài mòn của cha. Vì vậy, những người từng lên án cha có lòng tham không đáy đều đã nhầm. Trên thực tế, cha không thích tiền mà là thích kiếm tiền. Cha thích cảm giác sung sướng khi giành được chiến thắng. Tất nhiên, cảm giác khiến người khác thua cuộc đôi khi cũng khơi dậy lòng trắc ẩn của cha. Thế nhưng, kinh doanh là một cuộc cạnh tranh tàn khốc. Không có gì tàn nhẫn hơn việc ép người khác bại trận.
Tuy nhiên, con chỉ có thể tìm mọi cách để chiến thắng đối thủ. Nếu không, chính con sẽ là người bị đánh bại và chấp nhận số phận bi thảm. Thực ra, nơi nào xuất hiện sự cạnh tranh cũng đều như vậy. Thật lòng mà nói, cha không thích cạnh tranh, thế nhưng lại luôn cố gắng cạnh tranh. Mỗi khi gặp phải đối thủ mạnh, bản tính hiếu thắng trong cha lại trỗi dậy. Và khi nó vụt tắt, thứ cha gặt hái được chính là niềm vui và thắng lợi. Ông Post đã từng mang tới cho cha cảm giác vui sướng như vậy, hơn nữa còn vô cùng to lớn. Cuộc chiến với ông Post bắt nguồn từ một sai lầm của cha, một sai lầm hình thành từ lòng tốt. Vào những năm 70 của thế kỷ 19, các mỏ dầu đều tập trung ở một khu vực nhỏ nằm phía tây bắc bang Pennsylvania. Nếu xây dựng một mạng lưới đường ống dẫn dầu ở đó để kết nối tất cả các giếng dầu, vậy thì cha chỉ cần sử dụng một cái van là có thể kiểm soát sản lượng khai thác dầu của toàn bộ khu vực. Từ đó, độc quyền hoàn toàn ngành công nghiệp này. Tuy nhiên, cha lo lắng rằng việc vận chuyển đường dài bằng ống dẫn sẽ gây nên nỗi bất an và sợ hãi cho các công ty đường sắt mà mình hợp tác. Vì vậy, để bảo vệ lợi ích của họ, cha vẫn chưa khởi động kế hoạch lắp đặt đường ống dẫn dầu. Huống hồ trước đây họ đều đã từng giúp đỡ cha. Thế nhưng bây giờ, công ty đường sắt Pennsylvania, công ty từng chơi xỏ cha rồi lại quay lại thỏa hiệp với cha, lại mang tham vọng bừng bừng. Họ cố gắng lật đổ cha nhằm mục đích nắm quyền kiểm soát ngành lọc dầu. Họ sáp nhập hai đường ống dẫn dầu lớn nhất trong khu vực dầu mỏ đó vào mạng lưới đường sắt của mình, muốn nhân cơ hội này đánh vào vị trí hiểm yếu của chúng ta. Người chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ này chính là ông Post, chủ tịch công ty vận tải Imperial, một công ty trực thuộc công ty đường sắt Pennsylvania. Cha không ngu ngốc tới mức khoanh tay đứng nhìn đối thủ lớn mạnh, bởi cho dù thực lực của đối thủ tiềm tàng tăng lên, thì nó cũng đang làm suy yếu sức mạnh, thậm chí còn có thể lật đổ địa vị của cha. Tôn chỉ của cha là phải đạt được mục đích trước bất kỳ ai khác. Vì vậy, cha nhanh chóng bổ nhiệm ông O'Day, khôn ngoan mưu trí để thành lập công ty vận tải Hoa Kỳ và phát động một cuộc phản công mang tính tự vệ, chống lại công ty Imperial. Những nỗ lực của chúng ta đã nhận được sự đền đáp xứng đáng. Trong vòng một năm, chúng ta đã kiểm soát 40% hoạt động kinh doanh vận chuyển dầu mỏ ở khu vực có dầu, đồng thời dập tắt cuộc tấn công của ông Post. Tuy nhiên, đây chỉ là màn khởi đầu cho cuộc đọ sức giữa cha và ông Post. Trên thế giới này, những người tài giỏi xuất chúng đều biết cách tìm ra môi trường lý tưởng của riêng mình. Và nếu không được như ý nguyện, họ sẽ tự tạo ra môi trường ấy. Hai năm sau, một mỏ dầu mới lại được phát hiện ở Bradford, Pennsylvania. Ông O'Day đã nhanh chóng dẫn người của mình đến nơi thắp lên giấc mộng phát tài của hàng ngàn người. Không quản ngày đêm lắp đặt đường ống dẫn dầu đến giếng dầu mới. Thế nhưng, những công ty khai thác mỏ dầu đều là những kẻ điên rồ và mất kiểm soát. Chỉ mong sao có thể hút hết dầu trong một đêm, sau đó hớn hở cầm tiền rời đi. Vì vậy, dù cố gắng đến mấy, ông O'Day và mọi người cũng không thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển và dự trữ dầu. Cha không muốn nhìn thấy các công ty khai thác dầu tự đào hố chôn mình. Vì vậy, cha đã bảo ông O'Day cảnh báo các công ty đó rằng khả năng khai thác của họ đã vượt xa khả năng vận chuyển của chúng ta. Họ buộc phải cắt giảm sản lượng. Nếu không, thứ vàng đen mà họ khai thác sẽ trở thành thứ đất đen vô giá trị. Tuy nhiên, chẳng ai đón nhận ý tốt và lời khuyên của chúng ta. Cũng chẳng ai đánh giá cao những nỗ lực của chúng ta. Ngược lại, họ còn lên tiếng phê phán, nói rằng sao chúng ta lại dám không vận chuyển dầu cho họ. Chính vào lúc các công ty khai thác dầu đều đang hết sức kích động, ông Post đã ra tay tấn công. Trước tiên, y thị uy với cha tại các cơ sở lọc dầu của chúng ta ở New York, Philadelphia và Pittsburgh, mua lại các nhà máy lọc dầu từ đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Kế đó, y lại bắt đầu chiếm địa bàn của chúng ta ở Bradford, lắp đặt đường ống dẫn dầu để vận chuyển dầu thô từ đây đến các nhà máy lọc dầu của riêng mình. Cha đánh giá rất cao sự can đảm của ông Post và sẵn sàng chấp nhận hành động khiêu chiến
xuất phát từ ý đồ lật đổ vị thế thống trị của cha trong ngành lọc dầu của y. Tuy nhiên, cha nhất định phải đuổi y ra khỏi ngành công nghiệp này. Trong cuộc gặp lần đầu tiên với ông Scott, ông chủ của công ty đường sắt Pennsylvania, cha đã nói thẳng với ông ấy rằng ông Post là một kẻ săn trộm đang đột nhập vào lãnh địa của cha và chúng ta buộc phải ngăn y lại. Thế nhưng, ông Scott cực kỳ cố chấp, nhất quyết để hành vi cướp bóc của ông Post tiếp tục diễn ra. Do đó, cha không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ứng chiến với kẻ thù hùng mạnh này. Trước tiên, chúng ta chấm dứt mọi mối làm ăn với công ty đường sắt Pennsylvania. Cha chỉ đạo cấp dưới chuyển giao mạng vận chuyển cho hai công ty đường sắt lớn, luôn hết lòng ủng hộ chúng ta, đồng thời yêu cầu họ hạ mức phí vận chuyển nhằm cạnh tranh với công ty đường sắt Pennsylvania và làm suy yếu sức mạnh của nó. Bên cạnh đó, cha cũng ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà máy lọc dầu ở Pittsburgh, phụ thuộc vào việc vận chuyển của công ty Imperial. Sau đó, chỉ thị cho tất cả các nhà máy lọc dầu bên phe mình đang cạnh tranh với công ty Imperial để bán dầu thành phẩm với giá thấp hơn nhiều so với đối phương. Công ty đường sắt Pennsylvania là công ty vận tải lớn nhất Hoa Kỳ và ông Scott là ông trùm sở hữu quyền lực vận chuyển. Từ xưa tới nay, họ chưa từng bị chinh phục và cực kỳ lấy làm tự hào về điều đó. Tuy nhiên, dưới những đòn tấn công toàn diện và đầy áp bức của cha, họ chỉ có thể chọn cách khuất phục. Nhằm chống lại cha, họ đã nhẫn nhịn giảm giá lớn cho các đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Nói cách khác, họ vừa phục vụ người khác, vừa phải trả tiền cho người khác. Tiếp đó, họ sử dụng một phương pháp không hợp lòng người, đó là sa thải nhân viên và cắt giảm tiền lương. Cả Scott và Post đều không ngờ rằng hành động này sẽ sớm dẫn đến sự trừng phạt. Để trút bỏ sự bất mãn, những công nhân mang trong mình nỗi tức giận đã đốt cháy hàng trăm xe bồn chở dầu và hơn 100 đầu máy xe lửa, buộc Scott và Post phải tìm tới những khoản vay khẩn cấp từ các ngân hàng ở phố Wall. Thế là năm ấy, các cổ đông của công ty đường sắt Pennsylvania chẳng những không được chia cổ tức, mà giá cổ phiếu còn lao dốc không phanh. Kết quả của cuộc quyết đấu giữa họ và cha chính túi tiền của họ ngày càng cạn sạch. Ông Post quả không hổ danh là một người lính. Giữa làn khói đạn cận kề sinh tử, y chẳng những giữ được mạng sống mà còn được thăng hàm đại tá, sở hữu ý chí bất khuất đáng ngưỡng mộ. Vì vậy, dẫu thắng bại đã được định đoạt, y vẫn muốn tiếp tục đối đầu với cha. Mặc dù trước đây từng là một nhân vật quyền lực độc tài nhất, ôm ấp tham vọng thống trị. Thế nhưng, ông Scott, người cũng theo đuổi binh nghiệp, biết cái gọi là thức thời, bèn dứt khoát cúi trước đầu đầy kiêu ngạo của mình và cử người đến nói với cha rằng hy vọng có cơ hội giảng hòa, đồng thời sẽ ngừng hoạt động lọc dầu. Cha biết rằng đại tá Post muốn chứng tỏ mình là ngài Mô-xê vĩ đại, đáng tiếc là y đã thất bại một cách hoàn toàn. Vài năm sau, Post từ bỏ khao khát đối đầu với cha. Để rồi sau đó, thương nhân dầu mỏ tinh ranh và láu cá này đã trở thành một thành viên hội đồng quản trị tích cực và cần cù của một trong những công ty dưới trướng cha. Kiêu ngạo thường sẽ khiến con người ta ngã đau. Scott và Post tự cho mình xuất thân cao quý, luôn coi trời bằng vung. Bởi vậy, cha cảm thấy sung sướng khôn cùng khi thuần hóa được những chú lừa kiêu ngạo này. John à, cha thích chiến thắng, nhưng không thích dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi nó. Chiến thắng giành được bằng bất cứ giá nào không phải là chiến thắng. Thủ đoạn cạnh tranh hèn hạ thật đáng ghê tởm, chẳng khác nào tự lấy đá ghè chân mình. Có thể sau này sẽ chẳng bao giờ gượng dậy nổi. Cho dù lần này giành được chiến thắng, nhưng con cũng có thể mất đi cơ hội chiến thắng trong những lần sau. Do đó, tuân theo các quy tắc không có nghĩa là phải hạ thấp quyết tâm theo đuổi thắng lợi, mà là phải giành được chiến thắng minh bạch bằng những cách phù hợp với đạo đức. Đồng thời cũng có nghĩa là theo đuổi thắng lợi một cách công bằng và không khoan nhượng trong giới hạn này. Cha hy vọng con có thể làm được như vậy. Mến thương con, cha. Tóm tắt, cha thích chiến thắng
nhưng không thích dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi nó. Chiến thắng giành được bằng bất cứ giá nào không phải là chiến thắng. Thủ đoạn cạnh tranh hèn hạ thật đáng ghê tởm, chẳng khác nào tự lấy đá ghè chân mình. Có thể sau này sẽ chẳng bao giờ gượng dậy nổi. Lá thư thứ 12. Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. John yêu quý, cha đã đọc được bài báo chỉ trích mình keo kiệt bủn xỉn, nói rằng cha không quyên góp đủ nhiều. Thực ra việc này chẳng có gì to tát cả. Cha đã từng bị những tên phóng viên không rõ sự tình lên tiếng phê phán. Vì vậy, cũng đã quen với sự vô tri và hà khắc của họ. Cách cha đáp trả họ chỉ có một, ấy là giữ im lặng, không biện giải, bất kể họ có dùng ngòi bút để lên án cha thế nào đi chăng nữa. Bởi vì cha hiểu rõ suy nghĩ của bản thân và tin chắc rằng mình đang đứng đúng bên. Mỗi người đều cần phải bước đi trên con đường của riêng mình. Điều quan trọng là đừng làm gì khuất tất. Có lẽ câu chuyện cha sắp kể sau đây có thể giải thích cho con biết tại sao cha lại hiếm khi để ý tới những người cầu xin cha rút hầu bao để giải quyết vấn đề cá nhân của họ. Cũng như tại sao bảo cha chi tiền còn khiến cha lo lắng đắn đo hơn là bảo cha kiếm tiền. Một ngày nọ, một ông lão đánh một chiếc xe lừa chở đầy gỗ và lương thực vào một ngôi làng có lợn rừng xuất hiện. Người dân ở đó rất tò mò, bèn tiến tới và hỏi ông lão: "Ông đến từ đâu thế? Định làm gì ở đây vậy?" Ông lão trả lời: "Tôi đến để giúp mọi người bắt lợn rừng." Nghe vậy, ai nấy đều chế giễu ông lão: "Đừng đùa, ngay cả thợ săn lành nghề cũng không thể bắt được, thì sao ông có thể chứ?" Thế nhưng, hai tháng sau, ông lão quay lại và nói với dân làng rằng mình đã nhốt bọn lợn rừng trong cái chuồng trên đỉnh núi. Dân làng vô cùng ngạc nhiên, gặng hỏi ông lão: "Thật sao? Đúng là không thể tin được. Làm thế nào mà ông bắt được chúng thế?" Ông lão giải thích: "Trước hết, tôi đi tìm nơi bọn lợn rừng thường tới kiếm ăn, sau đó bỏ một ít lương thực ở chỗ đất trống để làm mồi nhử. Ban đầu, chúng rất cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn tò mò chạy lại ngửi thử. Chẳng mấy chốc, một con lợn rừng già ăn miếng đầu tiên. Thế rồi, những con khác cũng làm theo. Đó là lúc tôi biết mình có thể bắt được chúng. Ngày hôm sau, tôi bỏ thêm lương thực và dựng một tấm ván cách đó vài bước chân. Tấm ván tựa như âm hồn, tạm thời khiến chúng sợ hãi bỏ chạy. Thế nhưng bữa trưa miễn phí đó quả thực quá hấp dẫn, cho nên chúng đã nhanh chóng quay lại và tiếp tục ăn. Khi ấy, bọn lợn rừng không hề biết chúng đã nằm gọn trong tay tôi. Sau đó, tất cả những gì tôi cần làm chỉ là mỗi ngày dựng thêm vài tấm ván xung quanh đống lương thực, cho đến khi cái bẫy của mình hoàn thành. Tiếp đó, tôi đào một cái lỗ và đặt chiếc cọc đầu tiên. Mỗi khi tôi thêm thứ gì đó, bọn lợn rừng sẽ tránh xa một lúc, xong cuối cùng vẫn sẽ tới ăn bữa trưa miễn phí. Hàng rào đã được dựng xong và cửa bẫy cũng đã sẵn sàng. Thói quen không làm mà hưởng đã khiến chúng xông vào chuồng chẳng chút do dự. Lúc này, tôi mới bất ngờ thu bẫy. Thế là những con lợn rừng suốt ngày ăn bữa trưa miễn phí đã bị tôi dễ dàng tóm gọn. Ngụ ý của câu chuyện này rất đơn giản. Khi một con vật phụ thuộc vào con người để kiếm thức ăn, nó sẽ đánh mất trí khôn. Và kế đó là tự chuốc lấy rắc rối. Tình huống tương tự cũng áp dụng cho con người ta. Nếu muốn vô hiệu hóa đôi chân của một người, con chỉ cần đưa cho anh ta một đôi nạng và đợi vài tháng là có thể đạt được mục đích. Nói cách khác, nếu con trao bữa trưa miễn phí cho một người trong một khoảng thời gian nhất định, anh ta sẽ hình thành thói quen không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng. Đừng quên, ngay từ lúc còn ở trong bụng mẹ, mỗi người trong chúng ta đều đã nảy sinh nhu cầu được chăm sóc. Đúng vậy, cha luôn khuyến khích con giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, như cha vẫn thường nói với con rằng, nếu đưa cho ai đó một con cá, con chỉ có thể nuôi sống anh ta một ngày. Nhưng nếu dạy người đó kỹ năng câu cá, con sẽ nuôi sống anh ta cả đời. Câu chuyện cũ về việc câu cá này thực sự rất ý nghĩa. Theo suy nghĩ của cha,
trợ cấp bằng tiền bạc là một hình thức giúp đỡ sai lầm. Nó sẽ khiến con người ta mất đi động lực tiết kiệm và chăm chỉ. Thay vào đó là trở nên lười biếng, không có chí tiến thủ và vô trách nhiệm. Quan trọng hơn, khi bố thí cho ai đó, con sẽ phủ nhận phẩm giá của họ. Điều này chẳng khác gì tước đoạt số mệnh của họ. Đối với cha, hành động này cực kỳ phi đạo đức. Là một người giàu có, cha có trách nhiệm trở thành sứ giả đem lại hạnh phúc cho mọi người. Thế nhưng, cha không được trở thành người tạo ra những kẻ lười biếng. Một khi con người ta hình thành thói quen, dù tốt hay xấu, thói quen đó sẽ luôn chiếm hữu họ. Thói quen ăn bữa trưa miễn phí không giúp một người thuận buồm xuôi gió, mà chỉ khiến người ấy đánh mất cơ hội chiến thắng mà thôi. Tuy nhiên, làm việc chăm chỉ lại là lối thoát đáng tin duy nhất. Đó là cái giá mà chúng ta phải trả để tận hưởng thành công. Sự giàu sang và hạnh phúc chỉ có thể đạt được bằng sự nỗ lực. Cách đây không lâu, có một vị vua già thông thái muốn biên soạn một cuốn sách ghi chép về trí tuệ để truyền cho con cháu đời sau. Một ngày nọ, vị vua già triệu tập các thần tử thông thái của mình tới và nói: "Đầu óc không có trí tuệ giống như đèn lồng không có nến. Ta muốn các vị biên soạn một cuốn sách ghi chép về trí tuệ của mọi thời đại để soi sáng tương lai cho con cháu chúng ta." Sau khi nhận lệnh và rời đi, những nhà thông thái này đã làm việc suốt một thời gian dài. Cuối cùng cũng hoàn thành một kiệt tác gồm 12 cuốn và tự hào nói rằng: "Thưa bệ hạ, đây là những cuốn sách ghi chép về trí tuệ của mọi thời đại." Vị vua già xem qua rồi lên tiếng: "Thưa các vị, ta chắc chắn rằng đây là kết tinh trí tuệ của mọi thời đại. Có điều, nó dày quá. Ta sợ rằng những người đọc nó sẽ không nắm được nội dung chính. Hãy rút ngắn nó lại cho thật cô đọng." Những nhà thông thái lại tiếp tục làm việc suốt nhiều ngày, nhiều đêm. Và sau vài lần cắt bỏ, bộ sách gốc đã được rút gọn thành một cuốn. Tuy nhiên, vị vua già cho rằng như thế vẫn quá dài và lại ra lệnh cho họ rút ngắn thêm lần nữa. Những nhà thông thái này rút gọn cuốn sách thành một chương, từ một chương thành một trang, rồi một đoạn, và cuối cùng là một câu. Khi nhìn thấy câu ấy, vị vua già thông thái vô cùng hài lòng. "Thưa các vị," ngài cất tiếng, "đây mới thực sự là kết tinh trí tuệ của mọi thời đại. Và một khi mọi người ở khắp mọi nơi biết được chân lý này, thì hầu hết các vấn đề của chúng ta đều sẽ được giải quyết." Câu ấy là: "Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí." Chương đầu tiên và cũng là chương cuối cùng của cuốn sách về trí tuệ chính là "Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí." Nếu biết rằng để trở nên tài giỏi xuất chúng thì phải trả giá bằng cách làm việc chăm chỉ, phần lớn mọi người sẽ đạt được thành tựu nhất định, đồng thời cũng giúp thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Còn những kẻ suốt ngày ngồi chờ bữa trưa miễn phí, sớm muộn gì cũng phải trả giá đắt bằng cả vốn lẫn lãi. Sống trên cõi đời này, con người ta phải tạo ra điều gì đó cho chính mình và xã hội, đủ để khiến sinh mệnh và cái chết của bản thân trở nên danh dự hơn. Mến thương con, cha. Tóm tắt: một khi con người ta hình thành thói quen, dù tốt hay xấu, thói quen đó sẽ luôn chiếm hữu họ. Thói quen ăn bữa trưa miễn phí không giúp một người thuận buồm xuôi gió, mà chỉ khiến người ấy đánh mất cơ hội chiến thắng mà thôi. Tuy nhiên, làm việc chăm chỉ lại là lối thoát đáng tin duy nhất. Đó là cái giá mà chúng ta phải trả để tận hưởng thành công. Sự giàu sang và hạnh phúc chỉ có thể đạt được bằng sự nỗ lực.